Thưa quý vị và các bạn, trong phóng sự trước, truyền hình Người Đưa Tin đã phản ánh những mâu thuẫn chưa được làm rõ trong vụ án Phạm Quốc Hưng giết hai mạng người. Ngày 21 tháng 8, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại. Theo kết luận điều tra của cơ quan công an và cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2016, Phạm Quốc Hưng sinh năm 1990, đưa vợ con đi dạo trên đường liên thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trong khi vợ con vào nhà ngoại thì Hưng đứng ngoài chờ. Trong thời gian này, anh Hoàng Văn Tiến sinh năm 1964 và anh Nguyễn Hữu Toán sinh năm 1969 cùng trú tại thôn Ngọc Chi có dấu hiệu say rượu đi qua và xảy ra mâu thuẫn. Hai bên xảy ra xô xát và Hưng rút dao gấp trong túi quần ra đâm chết anh Tiến và anh Toán. Ban đầu, Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội nhận định Hưng phạm tội giết người được quy định tại khoản 1, điều 93 Bộ Luật Hình sự, với khung hình phạt lên tới chung thân hoặc tử hình. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên Hưng mức án 3 năm tù giam. Gia đình hai bị hại kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm diễn ra hôm qua, vợ chồng bị cáo Hưng cũng như luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo vẫn tiếp tục cho rằng hai nạn nhân đã tấn công vợ con bị cáo trước, dẫn đến sự kích động và gây án, và đề nghị được giữ nguyên bản án 3 năm tù giam. Ngược lại, cả hai nhân chứng vốn không có mối quan hệ gì với cả hai bên bị cáo và bên nạn nhân, đều khai với cơ quan công an và khai trước tòa rằng bị cáo thực hiện hành vi phạm tội xong thì vợ con bị cáo mới ra và hoàn toàn không có việc hai nạn nhân tấn công vợ con bị cáo. Các luật sư bảo vệ quyền lợi người bị hại cũng chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quá trình tố tụng, điều tra, kiểm sát cũng như việc xét xử tại phiên tòa sơ thẩm. Đặc biệt là việc vụ án giết hai mạng người mà cơ quan điều tra không thực hiện dựng hiện trường. Đại diện Viện Kiểm sát cũng cho rằng bị cáo chưa đến mức bị coi là kích động mạnh. Do đó, Viện Kiểm sát và các luật sư bảo vệ quyền lợi người bị hại đều đề nghị hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại. Quyết định hủy bản án sơ thẩm số 389